Buổi sáng hôm nay, Khoa sẽ đi tàu từ thành phố Aomori đến Hirosaki. Dọc đường đi, mình có thể phóng tầm mắt ra xa để nhìn ngắm cả cánh đồng tuyết bao la. Xa xa kia chính là núi Iwaki. Cause every time I see you, life goes bright, like daytime in the middle of the night. It feels as if my mind stopped wandering round and round, for since I found you. Hai, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoa, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Khoa Lang Thang. Khoa đang ở thành phố Hirosaki, một thành phố nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất nổi tiếng với lại những cái lồng đèn giấy khổng lồ như vậy. Và ở đây có một cái lâu đài cũng như là một cái điểm ngắm hoa anh đào rất đẹp. Nhưng hôm nay là mùa đông và chúng ta sẽ đến đây để ngắm tuyết. Và buổi sáng sẽ bắt đầu bằng một bữa ăn dễ thương của một cái cô lớn tuổi, và cô rất nổi tiếng vì sự mến khách của mình. Một cái tiệm ăn nho nhỏ thôi. Giờ Khoa sẽ đi qua bên đó. Mình sẽ lên taxi để đi qua tiệm đó. Chú lái taxi đa phần bên Nhật là người lớn tuổi, và mấy chú vẫn kiểu làm việc miệt mài và hết mình luôn á. Lần nào lên coi cũng thấy mấy chú chào rất là nhiệt tình, và lúc mà mình rời khỏi xe thì cũng cảm ơn rất là nhiệt tình luôn. Chú đang gọi lại tổng đài hay sao vì vẫn chưa có hiện được đường đi. はい、わかりました。はい。ありがとうございます。はい。 Mình sẽ làm phép, cái cửa sẽ tự động đóng lại. Thì chú không đóng cửa. Anh em không mở cửa ra được. Tuyết nhiều quá hả? À, mình phải dừng ngay cái chỗ này, tại vì đây cái đường này đầy tuyết rồi. Yeah, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi qua bên đó, mình sẽ đi phía này. Thêm này không? ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。はい、どうぞお客さんチームです。どこでもどうぞお願いします。ありがとうございます。Yeah. We have two people. Mình ngồi bên đây đi ha. Trời dễ thương quá vậy, ngồi ngay cửa sổ nhỏ nhỏ. Cái ghế của Khoai bị lủng một lỗ nhỏ, và cô lấy cái miếng băng keo dán lên làm Khoai nhớ hồi xưa nhà Khoai có mấy cái món đồ mà bị hư á, thì mẹ Khoai cũng hay sửa bằng mấy cái cách mà kiểu dùng những vật dụng quen thuộc để sửa kiểu như vậy. はい、どうもありがとうございます。決まったらまた教えてください。 Thank you. Cô dễ thương quá. Nãy giờ Khoai cứ nghe cô nói cảm ơn suốt luôn á. Cái ghế hơi nhỏ, chỗ ngồi hơi chật chút nha mọi người. Nên giờ Khoai sẽ né qua đây chút, nên bước vô và kéo ghế vô lại. Tại hơi chật, không có đẩy được. Chỗ này là một quán nhỏ thôi, mà người ta tới đây không phải vì nó đẹp hoặc là vì không gian hay gì hết, mà đến đây vì cái hương vị kiểu truyền thống, và mọi người phục vụ ở đây rất dễ thương.
cho người ta cảm giác được quay về nhà. Cô phục vụ mọi người có thể thấy là cô rất là lớn tuổi rồi, nhưng mà cô làm việc rất là nhiệt tình và tâm huyết. Cái số 2 không? Số 2 luôn ha. Hai số 2 no miso ramen wa miso to men to hoso men ni masu to chi ni shimasu ka? Miso na. Miso ramen no ramen wa to men to hoso men ni masu. Yes. 2番が1つと15番もですか? Yes. 15番. Yes. あの、この2番が1つと15番1つですか? OK. はい。はい。はい。はい。はい。はい。Number 7. 7番。このラーメンは、あの、ラーメン太麺と細麺あります。どっちにしますか? 太麺でよろしいですか?Khoai cũng không hiểu lắm nhưng mà cứ gật đầu. Khoai nghĩ là cô gợi ý một số cái gì đó ngon. Em nghĩ là cô kêu là anh chọn cộng mì dày hay cộng mì mỏng. 7 bàn ngay 1 つ, 15 bàn ngay 1 つ, 2 bàn ngay 1 つ. Hay, arigato, chút mẹ tự đẹp lại. Arigato, cô dễ thương thiệt sự luôn á. Mình coi tiếp menu đi ha, coi có cái gì nữa không, mình sẽ kêu thêm. Cũng cũ rồi, bọc ở trong một cái tờ, một cái tấm bìa mềm nhưng mà nó cũ rồi. Mọi người thấy là giấy này nó cũng đã phai phai màu và chữ cũng hơi lem một chút. Bên đây có cả cái poster phim hồi xưa nữa nè. Em Khoa thì nó kêu nước ngọt ra uống. Ở phía trong thì mọi người sẽ thấy là có thêm khoảng 2-3-4 cái bàn. Ở đây thì mọi người sẽ có thể ngắm nhìn được chú đầu bếp và cô phụ bếp trong đó nấu bữa ăn của mình. Tất cả những nguyên liệu, tất cả những cái quá trình làm bếp mình đều có thể được chứng kiến hết. Hồi xưa Khoa nghĩ là mình có thể ngồi ngay cái quầy bar này mình nhìn được ở phía trong bếp luôn. Nhưng mà bây giờ thì chú đã có một cái tấm vách nhỏ nhỏ ngăn lên và dán bớt lại, chỉ còn có thể thấy hé hé đây thôi. Nhìn vô thì Khoa nhìn thấy có một cái chú cũng lớn tuổi và một cái cô cũng lớn tuổi đang cầm cụi làm việc trong bếp rất là hăng say. Chú sẽ nấu mì ramen. Mì ramen là hôm bữa Khoa có ăn một lần ở trên Hokkaido, trên Sapporo á. Nhưng mà hôm nay thì mình đã thử mì ramen ở thành phố này. Chú đang pha cái nước súp để mà trộn chung với lại cái nước hầm mì để cho nó ra những cái hương vị khác nhau. Trong đây thực đơn có tới mười mấy loại mì ramen khác nhau lận. Mọi người thấy khi mà chú nếm á, chú có một cái muỗng riêng để nếm và chú múc ra cái muỗng đó và nếm chứ không có nếm trực tiếp vô trong cái nước mì của mình. Khi mà mì chín thì chú sẽ vớt ra tô, xong rồi chú cũng sẽ đổ nước dùng mì lên trên. Oh, this is miso ramen. Miso ramen no kyakusan desu. Hai, dozo, onegai shimasu. Arigato gozaimasu. Oh, tomato. Tomato, it's mine. Hai, dozo, onegai shimasu. Khoan nè, cho cô đi. Wow. Dozo, arigato gozaimasu. Của em là gà chiên sốt ngọt đúng không? Sốt miso. Ôi ngon quá. Mọi người ơi, đây là ba tô mì của ba anh em Khoai. Cái này là sốt gà và có một cái màu đỏ rất là đẹp. Gọi là sốt cà chua và cheese, nhưng Khoai thấy có một lớp bột cheese mỏng ở trên thôi. Còn của em Khoai là miso ramen, là làm từ một cái loại tương đậu lên men á, nên mọi người sẽ thấy cái nước nó đục đục màu tương. Có cái hành baro và một cái lát thịt heo mỏng, chứ là miếng măng nữa. Còn của Su, cái này thì hiện đại hơn. Cái này là gà chiên, xong mà áo cái lớp sốt miso ngọt ở phía trên. Và nước mì thì có vẻ hơi trong trong. Mì ramen ở Nhật Bản á, rất là phổ biến và có rất là nhiều loại nước dùng khác nhau. Và lần đầu tiên Khoai ăn mì ramen mà nước dùng cà chua như vậy. Sao lúc nào anh cũng bị hư này hết anh? Khoai lỡ bẻ hư đũa, Khoai lo nói chuyện quá. Rồi, mọi người sẽ thấy phía trên có một xíu phô mai bột. Ở đây là có phô mai chảy nè, mozzarella. Ở phía dưới là cọng mì ramen vàng ống. Và mình sẽ thử trước cái phần nước dùng màu đỏ đẹp thiệt đẹp này. Có một xíu cà chua sền sệt. Cà chua tươi,
kết hợp với một xíu cà chua đóng hộp nữa. Cảm giác cái vị chua của nó cứ kiểu thanh thanh trong cái cổ họng của mình á. Ôi có mấy cái cơm cà chua nè. Khoai có thể nhai được cái thịt cà chua. Vị sốt cà chua chua chua, kích thích vị giác. Mặn ngọt vừa phải, không bị quá mặn. Giống như những cái tiệm ramen mà Khoai hay ăn. Giờ thì Khoai sẽ trộn đều lên. Trời ơi, nhìn cái phô mai nó chảy nè. Thiệt sự luôn. Rồi, khói bốc lên cao. Hấp dẫn thiệt sự. Mì rất nóng. Và mình phải cố gắng ăn hết một lần á. Cho nên là phải hỏi kỹ một chút. Nóng không mệt. ありがとうございます。はい、ごめんなさい。はい、どうもありがとうございます。はい、はい。ティッシュ。あ、ティッシュもございますね。どうぞ使ってください。はい、ありがとうございます。こちらにマスカラどうぞ、ティッシュ。はい、ファチャリライケ、カンチュミン。あと、チーチョム、チーチョムエンエン。カンチュミンは、それで、あ、フィゴ、ベンキア。 Trong đây Khoai còn cảm giác được một xíu mùi của húng quế tay khô á. Giống như là mình đang ăn cái mì ramen mà vị spaghetti nhưng mà thiếu thịt bậm mọi người. Chỉ có cái vị chua của cà chua và mấy cái lá thơm. Phải thêm miếng thịt bậm là ngon. Trời ơi, mốt mình mà biết tiếng Nhật là mình góp ý cô ơi, mốt cô cho con thêm 500 đồng thịt bậm. Sợi mì spaghetti á, ủa lộn, sợi mì ramen á, mọi người sẽ thấy nó dai hơn bình thường. Nó có độ rắn chắc, vì ta ngâm qua một cái loại nước khoáng kiềm, nó có rất nhiều khoáng chất. Và đặc biệt là cái độ kiềm nó sẽ làm cho bột nó rắn hơn, nó dai hơn. Giống như Việt Nam mình hay xài nước tro á, nó cũng hoạt động với nguyên lý tương tự như vậy. Cái cách đó nó sẽ làm cho cái sợi mì dù để lâu trong nước, nhưng mà sợi mì nó sẽ không bị nở và bị trương quá nhiều so với những cái sợi mì khác. Giờ mình sẽ ăn tới cái giòn. Chấm cái phần mềm này vào trong cái nước tương và giấm này. Đừng chấm mặt giòn. Chấm mặt giòn nó sẽ làm mềm mất. Nó không còn giòn nữa. Cái vỏ bánh là sự kết hợp giữa dẻo và giòn. Nhân bánh có thịt bằm, béo, thơm, mùi hành baro, một xíu mùi dầu mè và tỏi. Món này thì Khoai thấy khá phổ biến trong những cái tiệm mì ramen. Hầu như tiệm nào mọi người đi, mọi người cũng có thể thấy người ta bán chung. Arigato gozaimasu. Hai, dozo. Khoai có kêu thêm một cái phần cơm chiên nhỏ xíu để mà ăn chung với lại mì ramen. Nhìn cái cơm rất là hấp dẫn, mọi người sẽ nhìn thấy trong đây có thịt nè, có trứng nè. Thịt này chắc là thịt heo. Cái hộp cơm nó dẻo á, nóng hổi luôn. Khoai nghe được cái mùi chảo nóng á. Khi mà xào hộp cơm như vậy nó sẽ có cái mùi cháy cháy rất là thơm. ありがとうございます。どうぞお願いします。どうぞ。はい。ngon quá. Cơm dẻo. Gia vị nêm vừa phải. Có xíu mùi nước tương. Kẹo shigum. Hương vị tuổi thơ. Kẹo shigum hương dâu. Ôi giờ ẹt nhỏ xíu. Yes.
ありがとうございます。わあ、cười dễ thương. Anh không biết hình như vậy á, thấy cô nhiệt tình quá. Ôi, ở ngay giá tường này cũng có chuyện tranh nữa mọi người. Có một cái chuông nhỏ để mà khách vô cô có thể nghe thấy. Ôi là trời, người ta bịt khẩu trang cho con này nữa nè. Rồi xong mà quấn một cái mền để cho nó đừng bị lạnh nữa, dễ thương quá vậy. Tiệm của cô buổi trưa là mở từ 11 giờ cho tới 2 giờ rưỡi, và chiều tối mở từ 5 giờ rưỡi cho tới 7 giờ rưỡi. Một ngày mở chỉ có vài tiếng thôi. Mọi người ơi, hình như tiệm này bán khoai lang khoai hay có mùi khoai lang nướng. Đúng rồi, người ta còn để hình của khoai lang trước tiệm nữa. Ở 2 giờ. Hai. Ôi. Want to buy sweet potato? Yeah. Yakimo? Yes. ここが300円, M で300円. I can understand. Yes. Yes. 1L. Hai. Yeah. Mua thêm không? Mấy củ? 2 củ ha? Hay một củ? Một củ hả nè? 2 củ màu. ありがとうございます。はい、ありがとうございます。バイバイ。どうも。400 yên là khoảng 70.000 cái củ khoai lang này. Ôi, khoai nó chảy mật ra nhìn ngon lắm. Mọi người có thể nhìn thấy này, khoai lột ra nó tươm mật ra. Wow. Khoai này á, làm khoai nhớ hồi xưa mẹ khoai luộc khoai lang mật của Việt Nam mình á. Xong rồi khi mà luộc cạn nước á, không luộc vừa đủ nước thôi, khi mà nước cạn á thì những cái khoai nằm ở dưới đáy nồi nó sẽ bắt đầu cháy xém xém như vậy. Bên ngoài thì ngọt, ráo nước, ở trong thì vẫn còn mềm ẩm, dẻo, thơm. Ngọt quá. Ngọt ha. Ngọt như có bỏ đường vậy. Trời đất ơi. Gì vậy? Ngọt. Gì hết hồn kêu trời hết hồn luôn á. Đâu quá hả? Em đảo khoai lang chứ. Ngon. Ngọt. Ở khu vực này thì nhiệt độ đang là 4-5 độ C. Cho nên là mọi người sẽ nhìn thấy băng tuyết nó đang tan ra rất nhanh. Ban đêm hoặc là buổi sáng sớm thì sẽ có tuyết rơi. Nhưng mà bắt đầu tầm trưa cho tới chiều, nhiệt độ tăng lên một chút thì tuyết sẽ tan ra và nó chảy ướt đường giống như mình vừa trải qua một cơn mưa vậy đó. Hai. Mọi người có để ý là vì sao ngày hôm nay trời tối nhanh như vậy không? Để Khoai kể cho bà con cô bác mình nghe một bí mật. Hồi sáng hôm nay, khi mà Khoai đặt đồng hồ báo thức là lúc 7 giờ sáng. Và khi điện thoại báo thức á, thì Khoai mở mắt ra. Khoai thấy buồn ngủ quá, Khoai lại tắt điện thoại đi. Xong tới khoảng 8 giờ, khoảng 8 giờ mấy Khoai thức dậy. Lúc đó là tự động Khoai thức thôi, tại vì Khoai linh cảm là hình như là mình ngủ trễ rồi. Xong Khoai thức dậy, Khoai mở mắt ra, Khoai nhìn điện thoại, Khoai định ngồi dậy rồi. Nhưng không biết tại sao Khoai ngủ quên tiếp. Lần thứ 3 Khoai thức dậy nữa là lúc đó là 10 giờ sáng. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền 10 luôn. Giờ sáng mà Khoai mới lật đật kêu mấy đứa em dậy. Nguyên đám mới đi bắt tàu lửa đi lên trên đây. 12 giờ tàu chạy thì lên trên đây là khoảng 1 giờ. Và bắt đầu ghé nhà của cô lúc nãy ăn là 2 giờ, 1 giờ mấy, gần 2 giờ ăn xong là 2 giờ mấy. Rồi bây giờ là mới có 3 giờ rưỡi thôi, mặt trời sắp lặn rồi. Và từ sáng tới giờ chưa làm được cái gì ngoại trừ ăn. Nó muộn tới rồi. Muộn táo ha. Lựa 2 trái đi. Ở đây Khoai thấy có một cái sạp bán trái cây. Cầm đi nè.
Đó này đó bên kia còn loại khác nữa kìa. Còn hả? Ở trong có bán cam và quýt nữa kìa. Nho 300 yên. Ăn nho không? Nho, dòng. Ăn dông nè. Thế này. Không, cứ chùi là ăn được rồi. Ở bên đây người ta không có xịt thuốc trừ sâu vượt quá mức đâu. Tổng cộng bao nhiêu nè? 2.8 nhiêu. Bye bye, thank you so much. Ngọt. Hả? Ngon không? Ngọt. Chùi. Áo đã giặt. Chùi vô áo. Dâu ngọt. Mọi người còn nhớ bữa khoai mua không? Cái hộp dâu 1.300 của cái cô mà dễ thương á, mà ở bên Hakodate á, ăn không ngọt bằng đúng không? Mọng nước mát mát. Vừa ăn dâu vừa ngắm người ta xúc tuyết. Cái mùi dâu nó kết hợp với cái mùi dầu máy. Ăn không vô luôn mọi người. Thôi mình đi tiếp. Ủa, rửa xe gì mà Ơi, ngọt xỉu luôn mấy đứa ơi. Nó giòn. Nó đám nắng, nó mọng nước. Ngọt mà tươi mà nó còn mát mát lạnh lạnh nữa. Đừng bao giờ. Đây là một trò chơi ngu ngốc nhất thế gian. Ở xa kia mọi người thấy có cây cầu, có một cái kênh nước, một cái hào để ngăn cách với lâu đài ở phía bên trong. Những cái cây xung quanh này chính là mấy cây hoa anh đào. Wow, đóng băng hết trơn luôn. Và tự nhiên có ông Tiết, ông rớt ngay mặt cái kiến máy ảnh của khoai. Đây là cái nơi mà mình thường thấy trong một cái bức tranh. Dọc hai bờ sông, hoa anh đào nở rực. Và những cái bông hoa anh đào nó rụng đầy xuống mặt nước và nó lấp kín cả mặt nước đó luôn. Và chỗ này mình đã đặt chân tới ngày hôm nay. Thì rất tiếc bây giờ chưa phải là mùa hoa anh đào nở, cho nên mặt sông nó chỉ có một cái màu trắng của tuyết đóng băng thôi. Khoai không chắc là lâu đài sẽ mở cửa, vì theo Khoai tìm hiểu thì vào mùa này lâu đài đóng cửa không có cho khách vô tham quan. Nhưng không sao cả, mình đi chủ yếu vì mình kiếm đồ ăn mà. Mấy cảnh đẹp mà mình chỉ đi qua để mình tham quan, hay lỡ đóng cửa thì mình kiếm món ăn nào ngon ngon mình ăn vô để mình bù đắp nỗi buồn đó thôi. Trời ơi, được lắm. Mình sẽ đi vô cái cổng. Ở đây giống như là một cái công viên. Đó, mấy gốc này cũng là hoa anh đào hết. Tổng cộng ở đây là khoảng tầm 2.500 gốc cây anh đào. Trời luôn. Nhiều đồ quá. Cái đứa khùng này chứ. Cuối cùng thì trước khi mặt trời lặn, lâu đài Hirosaki đã xuất hiện trước mặt Khoai và mấy đứa nhỏ. Hơi tiếc là vì mùa này chỉ toàn là một màu trắng xóa của tuyết thôi. Nhưng mà tuyết dày như vậy cũng khá đặc biệt so với Khoai á. Tại vì mình ở Việt Nam mình ít khi thấy tuyết, hiếm khi nữa. Chỉ lâu lâu đi lên đỉnh Phan Xipang thì mới thấy tuyết thôi. Lâu đài này mọi người sẽ nhìn thấy. Wow, tuyết mới rớt từ trên mái lâu đài xuống. Mọi người sẽ nhìn thấy lâu đài được bảo tồn và nhìn bên ngoài vẫn rất là mới. Hồi xưa lúc mà được xây dựng vào khoảng đầu những năm 1600, đầu thế kỷ 17, thì sau đó
một thời gian lâu đài rất là không may vì bị sét đánh trúng và cái kho pháo bị bốc cháy và thiêu rụi cả lâu đài luôn. Sau đó khoảng 200 năm người ta mới phục dựng và xây dựng trở lại. Khoai thấy trên nước Nhật có nhiều lâu đài như vậy, nhưng mà cũng có một điểm chung là có nhiều lâu đài bị cháy vì lý do sét đánh lắm. Cũng hơi tiếc ha. Xung quanh đây có khoảng 2.500 gốc cây hoa anh đào, cho nên vào mùa hoa anh đào nở thì cái công viên này đẹp lung linh thật sự luôn. Có 5 cái hào nước xung quanh đây và những hào nước đó chính là điểm đặc trưng mà người ta hay đến đây đứng trên những cây cầu bắc qua hào nước để ngắm hoa anh đào rơi. Mọi người có bao giờ nhìn thấy một cái clip mà có một con kênh nhỏ, hai bên là hai hàng hoa anh đào, xong rồi hoa anh đào bay, những cánh hoa bay luôn, chứ không phải lá đâu, cánh hoa bay rớt xuống mặt nước, phủ kín một màu hoa trên mặt nước luôn không? Khoai tin là có rất nhiều người đã nhìn thấy cái clip đó. Và chắc chắn mùa hoa anh đào nở, Khoai sẽ đến đây để nhìn thấy cái cảnh tượng đó. Giờ thì mấy anh em Khoai sẽ cùng nhau đi ăn một món ăn cũng là đặc sản của người Nhật Bản luôn. Nhưng mà thường Khoai thấy người ta hay ăn vào cái mùa hè, mùa nóng nóng, chứ mùa lạnh thì cũng ít người ăn. Nhưng không sao hết, lâu lâu mình mới qua bên đây thì mình thèm cái gì mình ăn cái đó thôi. Mọi người đi cùng Khoai nha. Khoai quên mất một điều là hình như mùa này người ta không có cho vào trong tham quan. Người ta chỉ cho vào trong tham quan vào một số thời điểm cụ thể trong năm. Thì mọi người có thể cập nhật trên trang web của tòa lâu đài. Mùa đông thì hình như là chỉ được đứng bên ngoài nhìn thôi. Đi ăn thôi mọi người. Cô sẽ cho mình một cái nam mâm. Khoai sẽ lấy một cái bánh rán Doraemon này. Ở đây có nhiều loại bánh dễ thương lắm mọi người. Cái này hả? Dạ. Cái bánh có hình cái bông này, giống bông sứ á. Dạ. Khoai không biết. Arigato gozaimasu. This is mochi. Mochi to shita ga ano azuki. Yeah. And this. これはあのご飯。Yeah. 一つ。Khoai bị hoa mắt bởi mấy cái món bánh này luôn. Khoai thấy có tới 20-30 loại bánh khác nhau và đầy đủ màu sắc. Có những cái bánh mà cô tạo hình thành con này con kia hoặc cái bông này bông kia nhìn rất là đẹp. Ở thành phố Hiroshima này, mọi người có thể thấy được mấy chục tiệm bánh như vậy xung quanh. Không phải chân châu. Ôi, nhìn ngon quá vậy. Gỡ đi Su. Núm nà núm nín. Ngon không? Ôi, bánh đậu xanh ơi. Ủa, nhìn ngon quá, nhớ phim Doraemon. Ở trong là nhân đậu đỏ hả? Ừ. Cái này chắc phải ăn uống với trà quá. Cái vỏ bánh mềm xốp, gần giống với pancake thác mọi người. Nhưng mà ở chính giữa thì có nhân đậu đỏ, hơi ngọt. Mochi có một lớp bột đậu nành bên ngoài. Cái này của anh Phương nè. Mochi phải không anh? Có mochi không? Rồi sao không phải mochi. Mochi ngon lắm. Rồi không ăn nữa. Ở trong này đậu đỏ nữa. Hôm nay mình lại ăn bột đỏ nữa và rất ngọt nha. Bánh ở đây khẩu vị hơi ngọt một chút. Trời ơi có đậu đỏ nè. Xong rồi mấy viên mochi tí hơn. Mochi á là làm từ gạo nếp á, gạo nếp xong rồi giã ra cho nó dẻo lại. Dẻo không anh? Đừng á. Đừng có nhân đậu đỏ nữa nha. Đậu đỏ phía dưới bùi bùi, ngọt, dẻo. Mặc dù ngoài trời hiện tại đã xuống 0 độ C rồi. Và cái mochi này rất là lạnh rồi. Khoai vẫn nhai vẫn cảm giác nó rất dẻo. Cái này ngon nhất trong mấy bánh này vừa ăn luôn á. Nhưng làm sao qua được món chính. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mì soba. Một món ăn mà Khoai thấy mùa hè người ta hay ăn. Mùa đông như vậy hả? Lạnh muốn chết người ta ít ăn là vì món đó nó mát mẻ. Nên đi luôn với Tài. Trời ơi, anh lên Tài. Thì nó bắt Khoai phải dịnh ly cho nó ăn. Giờ Khoai tắt máy nha. Hẹn gặp mọi người lại 3 giây sau. 3 giây sau Khoai xuất hiện trở lại. Ban đêm thì mấy hào nước này người ta bật đèn lên nhìn đẹp lắm. Màu hồng. Hơi sến một chút nhưng mà không sao. Chắc là màu này là màu của mấy cánh hoa anh đào nên người ta lựa chọn. Gì nè?
Em nhìn gì vậy? Cái giống người ta nổi lên đó vậy. Cái gì? Cái gì nổi hả? Ừ. Chắc là cái vòi phun nước á. Trời ơi, em khoai nó nói cái gì khoai nghe nổi da gà luôn á. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Con vịt nó ngủ à? Ừ, con vịt. Con vịt uyên ương mà nhìn giống cái mặt người. Thua luôn. Mùa này là mùa đông cho nên mấy tiệm mì soba đóng cửa sớm hết trơn rồi bà con cô bác ơi. Nãy giờ đi hai tiệm là hai tiệm đóng cửa luôn. Nên bây giờ nguyên đám không biết ăn gì tại nhất quá tam ba bận, nhưng mà bây giờ tin chắc là tiệm thứ ba là nếu có mở cửa cũng sẽ không ngon bằng hai tiệm kia, tại vì hai tiệm kia là option hàng đầu. Nên là nguyên nhóm quyết định là đi về lại bến tàu, vô cửa hàng tiện lợi mua ba ly mì ra ngồi ăn rồi đợi tàu lên tàu về lại thành phố chỗ khách sạn tối nay. Chứ lây hoay một hồi nữa không kịp tàu, tại vì Khoai dự tính đó là tối nay Khoai sẽ bắt tàu đi về Tokyo luôn. Còn khoảng 2 tiếng nữa là cái chuyến tàu về Tokyo của Khoai chạy rồi, nên Khoai phải tranh thủ. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.